Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Ngày hôm nay Phước Sổ, hai tụi mình sẽ chia sẻ cho mọi người về một cái căn hộ tại khu Nam, phải không Ánh Ngọc? Dạ, đó là tên là dự án là Essentia Sky. Vậy Essentia Sky thời điểm này mở bán có phải là hợp lý hay không? Thì Phước Sổ và Ánh Ngọc sẽ cùng chia sẻ với mọi người góc độ là một người gọi là môi giới. Mình sẽ cùng là phân tích tình hình thị trường, rồi tổng quan về dự án và tất cả những cái ưu và nhược điểm để biết xem là căn hộ thời điểm này có phải là thời điểm vàng để mở bán hay không ha. Và tại đây thì chủ đầu tư cho ra hai lốc căn hộ với khoảng 2 và 3 phòng ngủ, trong đó có một số căn là duplex và penthouse. Với cái thiết kế mới của dự án Essentia Sky á, thì chủ đầu tư đang mặc định cái phân khúc nó là cao cấp hơn các cái dự án trước đó mà chủ đầu tư đã phát triển. Nói đến những dự án khác đã phát triển rồi là khá nhiều dự án, và trong đó gần kề đó là có hai dự án Dragon Hill 1 và 2 phòng Ánh Ngọc. Dạ đúng rồi. Hiện tại thì các cái dự án của chủ đầu tư hiện tại là cũng đang, khách hàng cũng đang rất là hài lòng, và họ cũng những cái khách hàng cũ của Phú Long hiện tại cũng rất là quan tâm cái dự án này, và cũng đang chờ đợi xem là giá và chính sách của cái dự án xem như thế nào để có thể họ sẽ có thể là họ chuyển qua cái dự án tốt hơn của Phú Long mà dự án cũ là đã rất là hài lòng rồi. Ánh Ngọc nghĩ như thế nào khi mà chủ đầu tư ví cái vị trí của dự án nó giống như một tọa độ vàng? Thì như chúng ta biết rồi thì dự án, cái vị trí của dự án là nằm trên cái trục đường Nguyễn Hữu Thọ. Nguyễn Hữu Thọ là cái trục đường hầu như là chính của khu Nam mình luôn, và có rất là nhiều các cái dự án cao cấp và các cái nhà đầu tư lớn như là Capitaland hay là CS, đúng không? Capital nè, rồi Lavia của Kiến Á nè, rồi và gần nhất là một cái dự án khá lớn là GS Metro City, phòng Anh Ngọc. Dạ đúng rồi, thì hầu như tập trung tất cả các ông lớn mà ở khu Nam á, và khu vực Nhà Bè là hầu như là có mặt hết trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Thì riêng cái dự án là Essentia Sky này á, thì chủ đầu tư rất là muốn hướng đến khách hàng, đó là một cái nơi mà đắc lành cho cuộc sống hoàng ca, tức là đó là cái chủ đề, tức là cái tên của mà căn hộ. Căn hộ mang lại hay họ còn nói là chủ đầu tư mang đến một cái thông điệp, đó là căn hộ xanh và sức khỏe. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Sẽ thiên về, thứ là phát triển về cái mảng cây xanh nè, rồi thiên về những cái tiện ích mà chăm sóc sức khỏe, cho những cái tiện ích chung của chủ đầu tư trong cái việc là tiện ích của khu dân cư, và đồng thời và chủ đầu tư có bàn giao những cái hệ thống gọi là lọc nước uống tại vòi luôn. Rồi mình sẽ đi sâu vào về cái mục gọi là tiện ích sau á anh Ngọc. Thì anh Ngọc có thể là ngoài cái vị trí ra thì anh Ngọc có thể phân tích về cái tình hình thị trường của bất động sản hiện nay á, tình hình chung và tình hình của khu Nam nó có gì biến động hay không, và gần đây có những cái căn hộ nào ở tại khu Nam mở bán mà có thể là sâu âu giỏ hàng và các mức giá nó phù hợp với lại cái căn hộ này hay không, tương đương ấy. Hiện tại có cái em thì chắc không gần cái khu Nam và Hạnh Sử, nhưng mà theo em biết đánh giá thì cái hiện tại cái hầm chui Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh thì hiện tại đã thông một bên rồi, chỉ còn một bên nữa thì cũng sắp tới trong năm nay thôi cũng sẽ thông hết những cái tuyến đường, thì nó sẽ tạo thuận tiện cho cái việc đi lại của cư dân nè, rồi cho tình hình phát triển của khu Nam nữa. Chính xác, nói như anh Ngọc là hiện tại là tình hình thì gọi là về giao thông hiện tại tại khu Nam chuyển biến khá rõ rệt, có khá nhiều công trình cơ sở hạ tầng được sắp tới được bàn giao, chậm nhất là đến cuối năm nay là sẽ là bàn giao nhiều cái cơ sở hạ tầng. Và một cái điều đặc biệt ở đây là có rất ít dự án mở bán trong thời điểm này, và đối với Essentia Sky là một cái trong những cái dự án hiếm hoi mà có thể là có cấp được giấy phép và mở bán, phòng Ánh Ngọc. Dạ đúng rồi. Hiện tại là về cơ bản pháp lý thì chủ đầu tư đã chuẩn bị cho khách hàng đầy đủ để mà có thể mở bán sớm nhất cho những cái cư dân đang chờ đợi, những cái khách hàng đang muốn chờ đợi cái dự án. Nói như anh Ngọc là biết được là thời điểm này là nguồn cung tại khu Nam đang cực kỳ hiếm hoi, mà rất là hiếm hoi, rất ít, mà trong khi cứ nhu cầu cái cung cầu á,
vấn đề cầu của khách hàng thì hiện tại tìm những cái căn hộ và thanh toán linh hoạt như vậy cũng khá nhiều không anh Ngọc? Dạ, hầu như các cái dự án của Phương Nam á, thì hiện tại em đa phần em thấy là gần như là chuẩn bị bàn giao hoặc là bàn giao hết rồi, thì cái việc mà thanh toán cái dự án á, đa phần hầu như là phải bỏ ra rất là nhiều tiền để mà sở hữu căn hộ và nhà. Thì riêng cái Phương Nam á, thì có cái dự án Essentia Kai của chủ đầu tư Phú Long thì sẽ cho ra, sắp tới đây sẽ cho ra cái tiến độ thanh toán rất là linh hoạt luôn cho cư dân. Và ví dụ mình muốn sở hữu nhưng mà hiện tại mình chưa có chưa có đem về cái dòng tiền, tức là phải thanh toán nhiều á, thì cái Essentia Kai đó là một cái lựa chọn rất là đúng tốt rồi cho các cái khách hàng mà muốn sở hữu ở tại Phương Nam này. Ok, anh Ngọc ạ, thì gần đây thì có nhiều cái thông tin chuyển biến của thị trường giao dịch bất động sản ở đây cũng có nhiều chuyển biến, và gần đây thì có một cái thông tin mà mới ra là thông tin về cái luật kinh doanh bất động sản của tháng 8 vừa qua là cũng được thông qua. Và anh Ngọc gần đây có một cái thông tin mới, anh Ngọc có thể chia sẻ cho khách hàng được hay không về cái luật thuế đấy? Hiện tại thì em chuyên về dự án và chuyển nhượng, thì hiện tại em có một số cái hợp đồng nó liên quan tới vấn đề những cái chính sách mới của ngày 28/2024 thì liên quan tới vấn đề về luật thuế và cái để mà phát triển một dự án thì chủ đầu tư sẽ cần thứ nhất là pháp lý nó chuẩn chỉnh hơn, cái thứ hai là về cái đầu tư về những cái yêu cầu để mà phát triển một dự án nó sẽ chỉnh chu và khó hơn rất là nhiều. Nên hầu như những cái năm nay các cái dự án mà để mà có thể mở bán được, có thể cung cấp ra thị trường hầu như rất là ít. Đúng thì riêng Phương Nam này thì em thấy đâu đó chỉ có một vài cái dự án là đủ điều kiện đó thôi. Thì đúng, trong đó thì Essentia Kai là một trong những dự án đó. Còn vấn đề là liên quan về vấn đề thuế á, thì sau ngày 18 thì em thấy là có một số nội dung đã được thông qua rồi. Cái bản giá mới. Còn cái bản giá mới thì nhưng mà hiện tại ví dụ như về vấn đề đóng thuế thì cũng đã dễ chịu hơn, cũng đã được áp dụng theo cái luật cũ để mà mình tiếp tục đóng thuế. Đúng rồi. Mình sau khi mình phân tích những cái thông tin ngoài thị trường như vậy thì mình nói đến về cái lợi ích khi mà chủ đầu tư, khi mà một khách hàng ra quyết định đặt mua cái căn hộ Essentia Kai thời điểm này, thì nói đến chủ đầu tư Phú Long là một cái tập đoàn khá mạnh và có họ có một quỹ đất khá lớn. Anh Ngọc biết là bao nhiêu hecta dọc cái khu vực? Dạ, nguyên cái khu khu Nam ở trên chuột cái Nguyễn Hữu Thọ đây á, thì quỹ đất của chủ đầu tư Phú Long hiện tại là 65 hecta. Dạ, trải dài từ cái cầu Rạch Đĩa 1 cho đến cầu Bà Chim gần đường Nguyễn Bình luôn cả nhà, khá đẹp. Và Phú Long ví khung đường Nguyễn Hữu Thọ nó giống như là một thành phố rồng, bởi vì hai bên là toàn những dự án rất là đẹp của Phú Long và một số dự án lớn như là GS Metro City và Phú Long kết hợp với lại Capital Land Farm. Rồi nói đến cái nơi mà tọa độ vàng, nơi Essentia Kai tọa lạc, thì sẽ trước mặt là cái khung đường Nguyễn Hữu Thọ sẽ được mở rộng đến 10 làn xe và rộng 60m và có tuyến metro số 4 đi ngang qua. Và sắp tới có nhiều cái cơ sở hạ tầng sẽ đầu tư mạnh vào cho khu Nam, giống như là cầu Thủ Thiêm 4, cầu Nguyễn Khoái, và có khá nhiều gần 10 trường đại học đã về khu Nam, một nơi gọi là đất lành chim đậu cho rất là nhiều nhà đầu tư. Nhưng mà ngoài ra cũng có một cái rủi ro và có cái nhiều cái thách thức cho cái chủ đầu tư thời điểm này mở bán. Thứ nhất là về cái lưu lượng gọi là dòng tiền bây giờ nó cũng khó khăn khi dịch chuyển, thì chủ đầu tư sẽ có những cái chính sách như thế nào để thu hút, và theo anh Ngọc thì có thể phân tích về cái tình hình lãi suất hiện tại của những chủ đầu tư hiện tại. Thì theo biết là hiện tại cái lãi suất ngân hàng hiện tại là đang rất là tốt, đang có chính sách các ngân hàng hiện tại đang giảm lãi suất cho khách hàng mua vay bất động sản. Thì hiện tại bên chủ đầu tư Phú Long thì cũng đang có cái chính sách là tính là thanh toán theo tiến độ, cho khách hàng có thể mua có thể lựa chọn và sử dụng đó là vay với cái lãi suất rất là tốt. Đúng rồi. Như Phú Sư nhận định là chắc vài chục năm rồi mới quay lại một cái mức lãi suất gọi là cực kỳ thấp
mức lãi suất này gần như với những mức lãi suất dành cho những cái người thu nhập thấp, mà những cái năm mà Phước Sửu mua những cái căn hộ dành cho những người thu nhập thấp á anh Ngọc. Đây là một cái cơ hội rất là lớn, mặc dù thời điểm này gọi là tình hình giao dịch bất động sản khá chậm, nhưng mà có khá nhiều cái tình hình chuyển biến tích cực từ về thị trường bất động sản, về cái là tình hình lãi suất, và có nhiều cái chính sách mở bán cực kỳ tốt để chủ đầu tư sẽ sắp công bố vào thời điểm này, không? Thì có rất là nhiều thay đổi, thì theo như Ánh Ngọc á, mình đánh giá những cái tiềm năng và rủi ro như vậy, thì thời điểm này có phải là thời điểm vàng để mở bán cái căn hộ Essentia Sky hay không? Hiện tại thì em thấy thời điểm này các cái chủ đầu tư hầu như là họ cũng đang chuẩn bị một cái nguồn cung để nó cung cấp cho cái vốn của 2024, tại vì hầu như Phương Nam hay là tất cả các tỉnh thành ở các quận thành phố Hồ Chí Minh hầu như là rất là hiếm các cái sản phẩm mở bán mới. Thì đây là cái thời điểm mà các nhà đầu tư có thể lựa chọn cái sản phẩm cho chính bản thân để mà mình có thể đầu tư và mình đỡ. Thì cái vị trí về cái khu vực về tiềm năng khu Nam thì em thấy ở trên cái cung đường này là một cái vị trí khá tốt để mà cho cư dân có thể sở hữu. Đúng rồi, tòa điểm vàng nè, rồi căn hộ xanh sức khỏe nè, có khá nhiều tiện ích gọi là nổi vượt trội nè, rồi là chủ đầu tư gọi là tiềm năng và khá là uy tín, có khá nhiều cái khay để cho các anh chị có thể ra quyết định. Mặc dù tình hình bất động sản chuyển biến khá rõ rệt gọi là cái nút giao giữa một cái luật bất động sản, nhưng mà lại có nhiều cái thông tin cơ hội sẽ còn cho quý anh chị khi mà nó chưa rõ ràng về cái tình hình và luật quy định về bất động sản, không anh Ngọc? Dạ. Thì hiện tại thì đây là cái thời điểm mà chúng ta có thể gọi là một cái cơ hội để chúng ta lựa chọn những đầu tư vào quý 4 của 2024. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều đã xem qua cái bài phân tích đánh giá của Phước Sửu và anh Ngọc. Cần thêm nhiều cái thông tin về dự án, quý chị đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay cho Phước Sửu và Ánh Ngọc Barossa để mà có thể hỗ trợ các anh chị. Hiện tại đã có cái thông tin là em xin báo với lại các anh chị khách hàng là hiện tại là chủ đầu tư đã có là sa bàn, nhà mẫu sắp hoàn thành ha. Nhà mẫu cũng sắp được hoàn thiện rồi, nên là nếu mà các anh chị khách hàng có quan tâm dự án và muốn tìm hiểu chuyên sâu về sản phẩm hoặc là pháp lý dự án, bất kỳ cái nội dung liên quan tới Essentia Sky thì có thể liên hệ với Phước Sửu hoặc là Ánh Ngọc Barossa để mà có thể hỗ trợ cho anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.